Rồi, bây giờ là bắt đầu là mình chuẩn bị mình đốt. Cái mà mình ra Rồi mình sẽ xách xe đi mua pháo nha mọi người. Đây là khu vực quận 5. Tại mình xuất phát quay tại Hùng Vương, hướng thẳng tới bến xe Chợ Lớn, khu vực qua đường Nguyễn Trãi này. Thì giờ này là 21 giờ đêm giao thừa tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 5. Mình sẽ chạy tới khu vực mua bán pháo hoa tại khu chợ Kim Biên. Mình sẽ review cho các bạn xem trong đêm 30 thì các bạn đang ở dưới quê thì Sài Gòn mình sẽ làm gì? Riêng thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 30 sẽ đi hối hả đi mua pháo, cảnh chuẩn bị đón giao thừa của dân thành phố quận 5. Nói chung thì trên đường mình chạy bắt đầu ra ngoài chợ, cuộc chợ lớn chợ Kim Biên thì dọc vỉa hè là bán sỉ lẻ đều có nha bạn. Rồi đây là cảnh trước cửa nhà hàng Á Đông. Qua khỏi khu vực này thì một dãy từ đây chợ Kim Biên ra tới đầu đường bưu điện chợ quận 5 chợ lớn thì mình sẽ cho live cam bay từ trên cao xuống cho mọi người thấy toàn cảnh khu vực này. Thì năm nay giao thừa, giãn cách xã hội thì nhà nước không cho bắn pháo hoa, thì mình mới làm một video review cho các bạn xem dân thành phố chạy đi mua pháo hoa tấp nập đêm 30 vào lúc 21 giờ 30. Giờ này mình quay video này là lúc 21 giờ 30 các bạn. Còn 3 tiếng nữa là giao thừa thời khắc sang năm mới sẽ bước qua. Hay, chợ Kim Biên, trước cảnh chợ Kim Biên. Thì mình sống khu vực quận 5 thì năm nào mình cũng ra đây. Năm nào cũng ra đây để mua pháo cho thời gian này. Thời gian này mua có thể nó rẻ hơn. Mình mua sớm giá thì sẽ cao hơn. Mua đêm 30 thì mình ra mua giờ này thì họ bán chỉ còn mấy tiếng nữa là không bán được nữa, phải để qua năm. Nên giờ này dừng đồ đổ ra dừng chợ lớn quận 5, khu vực quận 11 đồ. Thế mà Sài Gòn, tất cả dân thành phố Hồ Chí Minh đều chạy ra đây mua vào giờ này. Thì sẵn dịp trước giờ đón giao thừa thì họ ra đây mua luôn rồi, cho có không khí ngày xuân Tết vậy đó. Thì chợ hoa chợ đồ thì video trước mình có làm, thì cái đó là đi đêm 28 rồi 29, thì đêm 30 là sẽ chạy ra đây coi khu vực Hải Thượng Lãn Ông. Đây là cảnh từ bay cam từ trên cao thì khu vực chợ Kim Biên. Thì cái live cam mình nó hơi bị lúc lắc, tại vì cướp tại vườn hoa Nguyễn Huệ. Trước mình cũng định làm một cái review cái vườn hoa điện Nguyễn Huệ phố đi bộ thì đã bị vướng cột cờ rớt xuống hư cái live cam, hư cái gimbal. Thì mọi người chịu khó xem một đoạn từ trên cao thôi nha, nó lúc lắc như vậy. Đây đầu đường vòng xoay bưu điện chợ lớn. Rồi là 9 giờ 40. Mình sẽ làm một vòng quay hết toàn bộ khu vực ở đây cho các bạn thấy. Mình chạy mà xe mà chạy ngược chiều, chạy tứ hướng luôn, thấy không? Vẫn còn kẹt xe bạn giờ này, thấy chưa? Rồi đổ đi mua rồi dừng lại rồi chọn. Các bạn nhìn trên cây không? Kim tuyến đồ bắn là dính đầy cây luôn, thấy không? Có những người mua xong rồi bắn thử lại chỗ luôn, thì kim tuyến này bắn lên thì nó dính hết. Mình không có mua loại này, mình mua loại loại kim tuyến giấy giấy dụng thôi. Chứ bắn loại này nó dướng dây điện cũng nhìn nó mất thẩm mỹ nên mình không chọn loại này. Mà hôm nay mình chọn hai loại. Pháo kim tuyến dụng và
pháo hoa và tam giác. Rồi. Vô cái máy mình quay buổi tối thì trong nhà họ mở đèn sáng rực nên nó sẽ chói chút xíu mà bạn. À, rất là đông. 9:40 mà đường khu Hải Đường Lãn Ông là đông. Thì mình đi mua thì cũng một chỗ thôi. Thì tiệm này mình mua hàng năm. Mình năm nào mình cũng giờ này lại đi mua hết. Hôm nay thì giãn cách xã hội mình làm cho các bạn xem. Có này là tháo ra, tháo cái điện ra, kích điện rồi điện Thì cửa hàng Thuận Phát mình cũng là hàng xóm, ngày xưa thì là bác cũng là của quận nhà của mình, nên mình hàng năm mua bất cứ thứ gì mà theo mùa, giao mùa, Halloween hay là Tết, Xuân, Trung Thu gì đó, đều ra đây mua hết. Thì khỏi mà cần mình quen biết thì khỏi cần trả giá. Rồi sau khi đã lựa chọn được pháo hoa ưng ý thì các bạn theo mình đi về sử dụng, bắn thử trong giờ giao thừa, đón xuân mới. Rồi tới khu vực trường Trần Burger. Thì tại quận 5 thì tất cả các cái trường của người Hoa thì kế bên đều là cái chùa hết. Nhưng mà Kiếm Hùng, Trần Hữu Trang, Chính Nghĩa đồ. Rồi đây là chiến lợi phẩm của mình mua về được. 5 viên tam giác, một lốc kim tuyến và một hộp pháo hoa 10 viên. Rồi, đón giao thừa đã tới, tới giờ khách chuẩn bị vui nhất trong năm là đốt pháo bông. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên pháo đài, bắn pháo bông các bạn. Trước khi mình chuẩn bị để bắn, những con này thì dễ bắn này. Còn những con tam giác này là hơi khó bắn chút xíu thì phải có dụng cụ chuyên dụng. Đây, mình sẽ, trước tiên mình sẽ cần chuẩn bị là một cái ghế bốn chân. Ghế bốn chân. Ghế bốn chân có lỗ nha bạn. Cái cây. Ủa cây bốn phân vuông, bốn phân vuông. Ghế bốn phân vuông để làm gì? Mình để chống vô cái kia. Cái ghế này. Chống vô cái ghế. Chống vô ghế vào một cái móc. Một cái móc của móc phơi đồ mình đã móc phơi đồ nãy mình cắt rồi, mình mới quên mình làm cái video rồi cắt cắt xong rồi mới quay cắt ra và mình sỏi vô đây bọc dính chắc vô thì mình đốt pháo bông ở nhà nó sẽ an toàn, không có sợ cháy nổ gây ảnh hưởng ha. Rồi sỏi vô này nào, đó là quay thoải mái nha bạn, để vậy là hôm nay mình sẽ cho xoay chuyển càng gôn rồi phải bẻ cái này dẫm ra chút xíu cho để bay nó tụt ra ha. Rồi mình để vô mình thay thế. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình chuẩn bị mình đốt. Nãy mà mình ra chợ lớn mới mình gom được 5 viên tam giác ha, 5 viên tam giác. Cái này mình mua là 65 ngàn một cái, nếu các bạn mua số lượng ít có thể lên 80, nếu mua mùa sớm hay mùa 80, mua thì không biết mua chỗ mua 80 đồng này. Cái này một hộp hai màu pháo mà các bạn đi sân khấu đi đồ là chuyện xài cái này, thì cái này phải kích điện. Đây kích điện nó có liên cộng dây điện, thì trong sân khấu của nhà hàng hay những tiệc cưới rồi sẽ nối vô một đường dây thì bắt vô trong đó
thì kích điện ra, thì nói với dòng điện mình chích pin một cái là nó nổ một lượt. Còn cái này mình ở nhà chơi thì giao thừa năm nay nhà nước giãn cách xã hội thì ở nhà mỗi nhà nhà ai nấy mua chơi, tự chơi ha, tự vui một mình luôn. Đó là xé ra mình lấy cục pin của đồng hồ hay pin điện thoại, pin gì cũng được, hai đầu âm dương chập vô là ở đây nó nổ. Có thể nghe cầm quay đồ gì được hết ha. Còn những cái pháo kim tuyến này thì ở đây có một cái chốt giữ lại, mình sẽ gạt nó, gạt bỏ nó ra thì bấm nút là bắt đầu nổ rất là dễ. Còn các bạn đừng mua loại dặn nha, loại dặn thì trẻ em không xài được, loại bấm này mình kêu trẻ em bấm vô cái là nổ ha. Còn loại dặn thì nó hơi nặng tay, những người lớn chơi được gọi là dặn ha. Loại dặn nó nặng lắm, cái bằng sắt thì cái này rất là tiện, bấm vô là nổ được rồi. Rồi bây giờ là chờ tới giờ đếm đếm ngược là bắt đầu mình nổ thôi. Các bạn theo mình ra sân chơi nào, đầu gì thắng đúng ha. Rồi mọi người chúc mừng năm mới, đây là 30 Tết đón giao thừa, giờ mình dâng hương lên báo cáo
năm mới đã đến, chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau nha mọi người. Phúc lộc an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Sau video này mình đốt pháo bông, đốt cho Covid qua đi nha.